Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận của xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trên một lô đất người ta phân lô đổ đường bê tông các thứ này. Đường bê tông này 4 m, vỉa hè này được 1 m. Thì đây khu dân cư, sổ sách các thứ người ta đã tách ra xong xuôi hết rồi. Thì giới thiệu quý vị ở đây mấy lô đất ở đây. Ở đây thì đang còn 3 lô đất đang chào bán là 1 tỷ 040 triệu, giá còn thương lượng chút xíu thôi quý vị nhé. Một lô có diện tích nó là 7 x 19 m, diện tích nó là 134 m², trong đó có 60 m đất ở, sổ sách các thứ ra đoàng hoàng rồi quý vị nhé. 1 tỷ 040 triệu một lô. Hiện tại bây giờ tôi đang có 3 lô. Thì một lô ở đây là lô số 6 này. Lô số 6. Ở đâu đây? Đây ra kia là 7 m. À, 7 m. Anh ngang 7 m số 19. Từ đây thì gần với lại đường quốc lộ 55. À quốc lộ 56 xin lỗi quý vị. Quốc lộ 56. Quốc lộ 56 đi vào đây là mấy trăm mét. Rất là gần. Đấy, khu dân cư quý vị nhá. Đấy. Quý vị nào mà quan tâm một lô đất ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới. Thì ở đây tôi đang có 3 lô. Lô thứ 2, thứ 3. Đấy. Lô đây là một lô, đây là lô góc này. Thì bỏ lô góc đi tí. Đây nó bắt đầu từ đây. Đấy kia là lô thứ 2. Và tiếp giáp tiếp là lô thứ 3. Hai lô quý vị nhá. Đây bây giờ mình cùng đi ra ngoài này. Đấy. Thì bên cạnh kia thì có những cái lô người ta bán đấy tỷ mốt 50 nữa. Nhưng mà đây tôi bán nhanh cho 3 lô, có 3 lô liền nhau. Gần liền nhau. Thì với cái giá như vậy, quý vị nào quan tâm thì cứ alo chúng tôi. Nếu như ai có điều kiện có thể mua 2 lô thì là thành ngang 14 m, sâu 19 thì là một cái biệt thự rất là tốt. Đấy. Thì quý vị nào quan tâm thì alo nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Còn đây là chỗ này người ta cũng phân lô nhưng mà chỗ này người ta chưa tách thửa được. Đây là nối đi vào, từ cái chỗ nối đi vào này ra quốc lộ 56 thì này đang đường đất. Đi hơi khó đi chút. Mà không sao, mà cũng dễ đi mà. Ô tô đi thoải mái. Đây. Có con đường này đi vào đây. Đi vào đất, khu đất của mình này. Đây. Ra kia. Đó. Còn kế bên cạnh đây thì là cái khu người ta phân lô. Và chỗ này thì đang bán là khoảng tỷ 3. Gần tỷ 3 một lô. Đường giá các thứ rồi. Quy hoạch. Đấy. Quý vị nào quan tâm thì cứ alo chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.